Bí mật nơi góc tối được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhị Đông Thố Từ. Diễn viên tham gia Trần Triết Viễn vai Chu Tử Việt, Từ Mộng Khiết vai Đinh Tiễn, Vương Trạch Hiên vai Tống Tử Kỳ, Vương Nhất Lam vai Lỗ Tòa Địch, Phan Trí Hân vai Tô Bách Từ, Lưu Chí Vi vai Vưu Khả Khả. Bộ phim là câu chuyện bắt đầu kể về Đinh Tiễn, một cô gái ngoài trừ dốc sức vào học hành thì không tìm ra điểm gì khác biệt. Nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường cấp 3 Thâm Hải, trở thành oan gia ngõ hẹp với thiên tài toán học đam mê trí tuệ nhân tạo Chu Tử Việt. Địa vị trong gia đình xếp thứ nhất từ dưới đứng lên, đến trường thì phải gian nan thích nghi với hoàn cảnh mới. Đinh Tiễn không thể ngờ tới cậu bé từng gặp mặt năm 4 tuổi, chứng kiến năng lực tè dầm của đối phương lại chính là người dần dần thâm nhập sâu sắc vào cuộc sống của mình. Càng đáng sợ hơn, chính là yêu thầm một lần, kéo dài vô tận. Nam chính Trần Triết Viễn chắc hẳn nhiều một phim hoa ngữ không còn xa lạ gì nữa phải không? Anh đã tham gia rất nhiều bộ phim, từ cổ trang cho đến hiện đại, nhưng đây là lần thứ hai anh tham gia vào thể loại thanh xuân vườn trường. Trước đó anh đóng bộ phim Bí Quả hợp tác cùng với Lý Lan Địch. Bộ phim đó Triết Viễn đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc đến cho người xem. Sau nhiều năm đóng phim, diễn xuất của anh tăng lên không ngừng. Trần Triết Viễn còn tham gia một số bộ phim như Bào Phù Tiểu Thư, Tô Tổng Hoạt Bát Thân Yêu, Thục Sơn Chiến Kỳ 2, Phố Người Hoa Trà Án, Tân Tuyệt Đài Sông Kiều, Sát Phá Lang, nữ chính Từ Mộng Khiết. Cô xuất thân là một idol, vì vậy nhiều người biết đến cô khi tham gia sáng tạo 101 và là một thành viên của Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101. Còn về diễn xuất, cô chỉ tham gia các phim như Đừng Sợ Hãy Yêu Đi vai Vũ Quả, Cực Hàn 17 vai Lâm Vi. Bộ phim hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tháng 8 này, các bạn không nên bỏ lỡ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.